Khi ông mặt trời thức dậy, mẹ lên dây em đến trường, cùng đàn chim hòa vang tiếng hát. Họ sương long lanh nhẹ thắm trên vai, nụ hoa xinh tươi luôn hé môi cười, đưa em vào đời đẹp những ước mơ đưa em vào đời đẹp những ước mơ. ora! welcome back. Xin chào tất cả các em và chào mừng các bạn quay trở lại với chuỗi livestream free phục vụ cho khóa 7 ngày cấp tốc về đích của thầy Phạm Thắng và tôi yêu học. Ngày hôm nay chúng ta sẽ quyết tâm không mất điểm lý thuyết số 4. Xin chào. <laughs> Xin chào tất cả các bạn comment đây để thầy xem nào. Alo đâu hết rồi thầy chào Hồng Ngọc Huỳnh Thị Phượng à, Mấy đứa comment cho thầy thầy đọc tên nhá Các bạn chia sẻ livestream về giúp thầy mấy đứa nhá Sao thấy toàn đang xem mà không thấy comment nhỉ Có comment được không mấy đứa comment được không Tôi chết Thầy cảm ơn bộ giáo dục đã tặng sao thầy Cảm ơn Tuấn Duy Mấy đứa có comment được không nhỉ Ờ ừ, đây rồi, ờ ừ, đây rồi, thế rồi ừ. Xin chào Bùi Thị Hường à, Nguyễn Thị Phương Hoa Rồi mấy đứa vào đi, các bạn chia sẻ livestream giúp thầy mấy đứa nhá Sau đó thì thầy cho chúng ta sẽ cùng chiến cái đề ngày hôm nay thôi Các bạn đã sẵn sàng chưa Đứa nào mà dục nhanh đi thầy là thầy block đấy nhá Người phải từ từ chứ tất cả mọi thứ nó phải từ từ thì khoai mới nhừ được chứ các bạn à, Người ta bảo gọi là gì nhỉ Dục tốc thì bất đạt em ạ Nha, cứ phải từ từ Ừ thầy chào vũ kim tuyến rất mượt đúng không ok mấy đứa ngày hôm nay làm cái đề này như thế nào ờ, thực ra thì đến bây giờ rồi thầy nghĩ là cái cái phần lý thuyết chắc là không bị sai ở đâu đúng không ờ, học với thầy phạm thắng là phần lý thuyết mà đến lúc chúng ta thi chúng ta không được bảy điểm lý thuyết thì còn nói chuyện gì nữa đúng không ạ thầy chào nguyễn phương thảo vào đi em cảm ơn các bạn đã tặng sao thầy nhá ờ, vào đi mấy đứa chia sẻ livestream mình giúp thầy đi mỗi bạn chia sẻ cho thầy cái à, ngày hôm nay thầy uh, soạn một cái đề nữa cho em và uh, nếu mà các bạn mà hưởng cứng ấy thì thầy lại tiếp tục ngày mai ngày kia ngày kia gì đó thầy livestream cho em bởi vì là còn uh, 3 ngày nữa là thầy sẽ chính thức là uh, say goodbye với các bạn và thầy sẽ vào group uh, kín của cái khóa 7 ngày cấp tốc với đích để dạy cho các bạn ấy full từ 30 tháng 6 đến mùng sáu tháng 7 chúng ta sẽ chiến với nhau được chưa và thầy cũng nhắc luôn cho các bạn ở trong khóa 7 ngày cấp tốc về đích ấy, là những cái tài liệu mà thầy chia sẻ cho các bạn ấy thì tùy vào cái các bạn nhớ là phải tùy vào cái 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 mục tiêu điểm số của em nhé để em ôn tập nhé bởi vì tài liệu thầy cung cấp cho em rất nhiều tất nhiên là từ giờ đến lúc thi thầy sẽ còn chia sẻ cho các bạn một số tài liệu mà thầy nghĩ là nó sẽ tốt cho các em nhé để các em có thể ôn tập để gọi là tránh cái tình trạng chúng ta bị sai một bất kỳ một cái câu lý thuyết nào đấy còn phần bài tập thì thầy đã cung cấp cho các bạn cả lời giải chi tiết rồi theo chuyên đề rồi thì các bạn hãy uh, dành thời gian các bạn lướt qua các bạn đọc uh, em mà đã đi thi uh, thử rồi tất cả mọi thứ ấy, em làm đề mà đã khoảng 8 điểm đến 9 điểm rồi ấy thì bây giờ cái cách hay nhất là gì là em nhìn em đọc các cái dạng bài để hình dung ra cái ý tưởng cái hướng đi và cái cách giải được chưa chứ cũng không cần phải nhất thiết là em phải ngồi em viết em chép ra từng câu một đâu nhớ chưa mà chúng ta hãy uh, kiểm tra xem là có cái dạng nào cái kiểu hỏi nào nó mới không thế thôi nhá đấy là một cái cách mà chúng ta học để chúng ta tích lũy kiến thức của mình uh, trong cái giai đoạn nước rút này được chưa nào bây giờ ấy, để tiết kiệm thời gian tối đa cho các em thì thầy trò chúng ta sẽ cùng chiến cái đề này thầy sẽ chữa nhanh cho các em thôi và còn thời gian nếu mà còn thời gian thì thầy trò chúng ta sẽ tâm sự với nhau sau được chưa nào are you ready các bạn đã sẵn sàng chưa thầy trò chúng ta sẽ cùng bắt đầu ngay bây giờ nhá được rồi ok câu số 1 nào mấy đứa, nào bắt đầu nhá được rồi chiến thôi chiến thôi ngày hôm nay hà nội mưa rất là to đúng không ạ Thầy lúc về thì cũng mưa rất là to Rồi ờ, ok Câu số 1 chất nào sau đây là axit béo no Thì nhìn qua ở đây cho thầy ấy, chúng ta có là axit béo thì chúng ta có hai anh là A và C Trong đó anh no chính là axit palmitic đúng không ạ C15H31 COH đúng không nhá Câu số 2 nào Comment cho thầy đi Tịch Hoàng rất tốt Comment cho thầy đi để chúng ta nhớ kiến thức Bây giờ đến tầm này rồi là những cái câu lý thuyết này là không có cái gì khó khăn với chúng ta nữa Nếu mà vẫn còn khó khăn thì phải xem lại bản thân Nhá bởi vì thầy sẽ lựa chọn những cái câu mà có khả năng nhớ này bây giờ học với thầy không phải là cái chuyện là chúng ta học để chúng ta tìm xem có cái câu nào nó lạ nó mới đâu nhé bây giờ chúng ta học đây là để chúng ta làm sao xem là những cái câu nào xác suất nó ra cao thầy soạn cho em kể cả trong cái khóa cấp tốc 7 ngày sắp tới thì thầy soạn cho em ấy là em có những câu mà uh, thầy sẽ đưa ra theo kiểu là xác suất xuất hiện trong đề thi sắp tới nó cao nhớ như thế nhé ok chưa à? câu số 2 phân đạm cung cấp cho cây trồng cái nguyên tố nitơ nhớ thế nào nhá uh, phân kali uh, cung cấp nguyên tố kali dưới uh, phân phosphor cung, uh, phân phân lân cung cấp nguyên tố phốt pho nhớ thế uh, về phần phân, phân bón hóa học thì trong uh, khóa học uh, 7 ngày thầy đã cung cấp cái file rất đầy đủ cho bạn xem kỹ cho thầy nhé ừ. rồi câu số 3 trong công nghiệp quặng bauxit dùng để sản xuất kim loại nhôm rồi thành phần chính của quặng bauxit câu này thầy làm cho em rất nhiều rồi nhớ cho thầy đó là Al2O3 ngậm hai phân tử nước nhớ chưa đấy nhớ trong đầu nhé đừng quên nhé rồi nhiều khi nó cho N phân tử nước này các bạn chọn đấy là vứt đi đấy Chất nào sau đây đi saccharide thì chắc chắn là saccharose thôi Trong chương trình chúng ta thì chỉ học mỗi cái thằng saccharose thôi Glucose monosaccharide và hai ngày là polysaccharide Ok chưa? Câu số 5 comment cho thầy chất nào ừ, Rồi rất tốt ở đây có những bạn ở trong khóa VIP của thầy Các bạn nói, nói chung là khả năng 9 cộng rồi đấy Nhưng các bạn vẫn chịu khó comment Thì tại sao em không comment để em ghi nhớ kiến thức đúng không ạ? Câu số 5 Ion nào sau đây có tính oxy hóa mạnh nhất Thì nhìn vào đây chúng ta có 4 gì ạ? và anh nào có tính Mai mạnh nhất đây? Comment cho thầy xem nào. Mạnh nhất nó phải là sau, đứng sau đúng không? Đứng sau cái dãy điện hóa chúng ta nhá. Mạnh nhất thì ở đây nhìn vào đây là thằng bạc cộng rồi, Ag+ cộng nhá. Ok chưa? Rồi ok câu 6. Câu 6 là người ta hỏi em là số nguyên tử nitơ ở trong phân tử lysine. M lớn thằng này 146. Thằng này có hai gì ạ? Có hai cái gốc NH2 amino của chúng ta. Thì rõ ràng là có gì ạ? Có hai nguyên tử nitơ thôi nha đôi khi ấy, có những câu người ta hỏi là tổng số nguyên tử nitơ và oxy ở trong một cái amino acid bằng bao nhiêu thế tóm lại nó rất nhiều cái kiểu hỏi khác nhau thì đấy nhìn để biết cái hướng biến tướng của nó nhớ chưa nào câu số 7 nào comment giúp thầy câu số 7 đi câu số 7 nào mấy đứa liên quan đến ứng dụng của một cái hỗn hợp hỗn hợp này chúng ta sau này lên đại học nếu mà học vào ngành hóa thì chúng ta cũng sẽ gặp lại đó là hỗn hợp tecmit đúng không à, Hợp hợp tectmit của chúng ta là nhôm trộn với lại uh, oxit sắt đúng không? Fe gì đó thường là Fe2O3 đúng không? Để thực hiện phản ứng nhiệt nhôm thì người ta thường dùng để làm gì đây? Uh, vật liệu chế tạo máy bay gạch quá luôn, làm dây dẫn điện, ôi hoành tráng ấy, thay cho đồng luôn này. Làm dụng cụ nhà bếp thì gạch rồi nhá, hàn đường ray xe lửa, nhớ chưa? Nhá, yeah, chú ý cho thầy nhá. Rồi câu số 8 là mấy đứa? rồi rồi ok. Câu số 8 sau đây khi đốt thì thu đốt cháy hoàn toàn nó thì thu được khí nitơ. Comment thầy xem nào. Nhìn vào câu này là phải lướt cái. Bây giờ học với thầy để ngoài cái việc là là nhìn xem các cái câu có khả năng xuất hiện cao trong đề thi sắp tới ấy thì còn có cái cái gì cái lợi ích gì các bạn biết không ạ? Cái lợi ích đó là gì ạ? Lợi ích đó là chúng ta có tăng tốc được cái thời gian chúng ta chọn đáp án hay không? Thì nhìn đây như thế này ấy là ý là là hỏi là đáp án B đấy thằng tơ ô long hay thằng tơ nitron này? Thằng này là một loại tơ thuộc họ Vinilic ờ, hoặc là người ta có thể Vin, Vin, Vinilon nhé. Thì anh này ấy, thì trùng hợp từ thằng Viniciano c 2 đối đôi CHCN. Có nguyên tố nitơ tơ chưa? Nhá, chú ý cho thầy nhá. Câu 9 nào. Rồi, câu 9. À, Nguyễn Tiến Tài, thầy không, không cần em phải comment đủ thế đâu, thầy biết. Ok, that's good. Nhưng mà comment từng câu thôi để tôn trọng thầy nhá. Không cần nhất thiết phải thể hiện như thế đâu em ạ. Rồi ok Câu 9 Chất nào sau đây phản ứng với nước Tạo dung dịch nhưng không giải phóng khí Đấy là một cái cách hỏi khác đúng không Chúng ta biết là phản ứng với nước ở đây đó là Na2O hoặc là K Ka Kali đúng không Nhưng mà không giải phóng khí thì phải cách D đi Anh này thì uh, tạo dung dịch kiềm Nào hát và không giải phóng khí Nhớ chưa nào câu số 10 Ok let's check Câu số 10 đáp án của bạn là gì ạ có thể dùng chất nào để có thể khử ion kim loại trong các trong phương pháp nhiệt luyện điều chế kim loại có tính khử trung bình và yếu thì nhìn vào đây chúng ta mạnh dạn tăng cò kết thúc phát bắn đó là nhôm thôi nhá. Chúng ta dùng nhôm, nhôm có tính khử có thể khử được các oxit kim loại. Ví dụ như của sắt ấy, phản ứng nhiệt nhôm đấy. Câu số 11 nào, nguyên tắc điều chế kim loại. Quá dễ nhỉ. Nguyên tắc điều chế kim loại là gì ạ? Trí tường 10B. Rồi. Ok, Trần Thanh Danh, toàn những học viên học sinh ở trong khóa học của thầy cả. Nguyên tắc điều chế kim loại là gì ạ? Là chúng ta sẽ khử các ion kim loại thành nguyên tử nhá. Y ông kim loại MN cộng chúng ta sẽ khử nó để tạo thành gì? Để tạo thành uh, gì ạ? Nguyên tử kim loại nhá, chú ý nhá. Câu số 12. Câu số 12 nào? Nhanh nhá, câu số 12. Kim loại ở sau đây tác dụng với uh, sắt 3 của Rua nhưng không tác dụng HCl. Ờ, vậy là chúng ta phải chọn chọn gì ạ? Chọn Cu. Vì sao? Bởi vì chúng ta có cặp gì đấy? Cu2+ cộng trên CU và FE 3 cộng trên FE 2 cộng đúng không? Và đây có cặp H cộng trên Hero. Đúng không nhá? Yeah. Thì làm sao thằng đồng này có thể khử được thằng FE 3 cộng xuống. Nhớ nhá, nhưng không thể nào mà đẩy được H cộng ra đâu. Nhớ chưa nào trong axit. Rồi, câu số 13. Câu số 13 thì liên quan đến ứng dụng của cái phương pháp uh, uh, bảo vệ kim loại đấy nhỉ. Yeah. Đúng không? Rồi, comment cho thầy câu số 13 nào. Xem các bạn dùng uh, chọn đáp án gì người ta hỏi là để bảo vộ, bảo vệ vỏ tàu biển thường là thép thép là hợp kim sắt carbon gì đó đúng không? Người ta thường dùng phương pháp nào sau đây thì uh, bảo vệ tàu biển mà em dùng hợp kim chống rỉ hả? Không đúng rồi. Dùng chất ức chế ăn mòn, uh, dùng phương pháp điện hóa đây rồi, điện hóa nhá. Dùng phương pháp điện hóa tức là người ta gắn các cái tấm có thể là các cái tấm kim loại mà có tính khử mạnh hơn sắt ở đây, có thể là tấm kẽm rồi vân vân. Đúng không? Ok chưa? Câu số 14 nào. Câu số 14 Cặp chất nào sau đây ở đồng phân của nhau hả em? Comment cho thầy xem nào. Cặp chất nào sau đây là đồng phân của nhau? Comment đi. Nhớ là chúng ta học uh, bây giờ là chúng ta học để chúng ta phải căn ke thời gian trong khoảng 28 30 câu lý thuyết đầu là chúng ta phải làm chắc đúng và trong vòng khoảng 10 phút thôi. Nhá, khoảng 10 phút thôi. Thầy nghĩ là 10 phút thôi nhá, 15 phút, 10 15 phút thôi. Nào comment cho thầy 10 14 là gì? Trần Thanh Danh 14 là D. Rồi, Võ Việt Hạ, Lâm Hoàng Phát. Rồi, ok, nhìn vào đây. Đồng phân tức là gì ạ? Là cùng công thức phân tử đã Công thức phân tử và nhìn vào đây ấy Như các bạn đó chính là propin Ok propin chúng ta CH nối 3C CH3 ok chưa Nhiều bạn thì không biết cái thằng propan đi đâu nhỉ Có biết không Nó nó chính là bọn này nó chính là cùng công thức phân tử C3H4 thôi anh này là CH2 Nối đôi C uh, C CH2 ok chưa propan ok nha nhớ nhá đừng bao giờ quên nhá Đấy thay đổi một tí thôi là có thể là ngồi phân vân rồi ngồi ngẫm rồi đúng không ngẫm là mình là, là coi như thời gian nó trôi đi rồi nhá. Yeah. Rồi ok. À, tiếp nào câu số 15. Tổng số nguyên tử trong phân tử muối sắt hai sunfat. Úi rồi nó hỏi hay trắng đấy Ờ à, FeSO4 tổng số uh, nguyên tử của nó là bao nhiêu? 1 2 và 4 là 6 đáp án C, đúng không? Nên hỏi rất là hay nhỉ. Yeah. Đôi khi lại hỏi theo kiểu là 1 cộng 1 bằng mấy cái này. Rồi câu số 16 nào. Câu số 16 comment cho thầy nào các cái chất trong dãy nào sau đây thì đều tác dụng được với hydro thì bình thường em nhìn em liếc qua ấy, thì em thấy là gì ạ ở đây chúng ta có các cái hợp chất mà có liên kết bội và có những cái hợp chất mà mang nhóm chức và ở đây chúng ta thấy là có cái hợp chất mang nhóm chức ví dụ như là ở đây hai ngày là chức anđehit đúng không ch nói đôi ô. thì nhớ cho thầy ấy là nếu mà tác dụng được với hydro thì có thể tham gia phản ứng cộng phản ứng cộng nhá phản ứng cộng, cộng, cộng hydro xúc tác niken này nhiệt độ này cộng thì có thể là cộng vào cộng vào đâu ạ? Cộng vào liên kết bội, ví dụ nối đôi, nối ba đúng không Trong đó thì chú ý là với các hydrocarbon thì không no. À, và uh, aldehyde nữa. Nhớ chưa nào? Thì nhìn vào đây cho thầy ấy, là mạnh dạn chọn cho thầy là C được chưa? Chú ý nhé. đáp án chúng ta chính là C thôi. một 13 dien glucose và aldehyde acetic. Nhớ chưa? Câu số 17 nào. Câu số 17 nào, nhanh. Câu số 17 là thầy đã chữa ở trong nhóm VIP rồi đúng không? Khóa tổng luyện đề của chúng ta. Người ta cho các bạn một hỗn hợp gồm đồng và sắt 3 uh, sắt uh, Fe3O4 đúng không? Tác dụng với 2, 4 loãng ấy thì anh này nó sẽ sinh ra được chúng ta là gì ạ? Riêng anh này sinh ra được cho chúng ta là hai muối. Hai muối là fes 4 và Fe2SO4 tất cả ba lần. Nhưng mà sau phản ứng ấy xảy ra hoàn toàn thì thu được là dung dịch X, X của chúng ta ấy, và một lượng là gì ạ? Lượng kim loại không tan đó chính là thằng đồng dư. Đồng mà dư thì làm gì còn anh này. Nhớ nhé, không bao giờ có anh đó đâu. Do đó mà đồng ở đây sẽ khử cái thằng f 3 cộng xuống FE2 cộng Vậy đáp án chúng ta đó là đáp án A à, à, nhá, Để tạo ra đồng xuân phát nhá, Có hai muối đó thôi Có số 19 nào em Rồi rất tốt đấy Test thử xem mình có nhớ không Hãy tưởng tượng như là những câu này tới nó ở trong đề thi đi Thì có phải là 10 không 10 nhiều quá động chết đấy đúng không Tinh thể chất rắn x không màu vị ngọt dễ tan trong nước Khả năng là đường rồi đúng không ạ Và x nhiều trong nho chín glucose Chọn luôn À, gạch AC nhá nho chín chúng ta là đường glu à, gọi là đường nho khử x bằng hydro thì thu được sorbitol đáp án B luôn nha ok chưa xong rồi nhá câu số 19 câu số 19 người ta cho em một cái sơ đồ sơ đồ thì nhìn trông có vẻ là là có bốn phản ứng nhưng mà nó cũng bình thường thôi đúng không ạ nhưng chú ý này người ta hỏi em là chất y và chất t nhá để ý không người đôi khi nó đảo nhau có thể ti hay X, xi gì đó thì em thấy đây là phản ứng nhiệt phân muối sắt ba nitrat thì thường là nhiệt phân muối nitrat thì chúng ta sẽ thu được là Fe2O3 đã Fe2O3 bây giờ mà lại tham gia phản ứng nhiệt luyện khử CO thì nó sẽ thu được Y chúng ta là sắt Y là sắt thì gạch cho thầy BD sau đó thì sắt chúng ta cộng với lại FeCl3 thì nó sẽ làm sao xuống sắt 2 sắt 2 bây giờ là thằng Z đây sắt hai là thằng Z bây giờ cộng với thằng T dư mẹ ra thằng T nó phải có ion NO3 trừ và bình thường sắt 2 muốn tác dụng với một thằng mà 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 mà, mà 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 ra được cái FEN 33 trừ ấy thì nó phải làm sao nó phải có tính khử để đẩy cái thằng ấy ra thì nó đáp án phải là C thôi nhá. Thằng T chúng ta chính là AgNO3 chốt sale Được chưa nào? Đáp án là C nhá mấy đứa. Chú ý nhá, không đến lúc đi thi lại chọn A đấy. Rồi câu số 20 là người ta hỏi bạn là gì đây? Câu số 20 là hydro hóa hoàn toàn este mạch hở X thu được sản phẩm este có công thức phân tử là C4H8O2 nhìn vào đây công thức này ngày là este gì ạ? external nhá, anh này nhìn vào đây biết là anh này là external đơn rồi. Mà bây giờ ấy, uh, người ta sẽ thực hiện phản ứng hydro hóa cái thằng X này, điều đó chứng tỏ là thằng X của chúng ta này không no. Đấy, không no gạch ngay B và 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 thế thôi nhá. Thế nhưng mà thằng này có bốn nguyên tử uh, uh, gì nhỉ? Carbon và C4H8O2 thì ngược lại quay ra đây thằng này chính là metin acetate. X của chúng ta chính là CH2 nối đôi ch 3 chốt chưa? Nhá. Thì tất cả những cái câu hỏi mà kiểu dạng chuyên đề như thế này này Thì thầy sẽ cung đã cung cấp cho các bạn ở trong gì ạ Trong khóa 7 ngày Nhá mấy đứa vào sau chú ý cho thầy Nhá là thầy đã đăng ở trong group là khóa 7 ngày à, Cấp tốc hay là thần tốc gì đấy cho nó hoành tráng rồi chưa Về đích rồi Nhớ nhá Ok chưa Thầy đã đăng rồi mà các bạn các bạn vào sau chú ý cho thầy này là em sẽ thầy sẽ tổng hợp lại cho để những bạn vào sau có thể là cái group nó đông nhiều khi em không thấy cái bài viết Nhưng em nhớ là em phải đi tìm ngay cho thầy cái file là file lý thuyết Lý thuyết 30 chuyên đề Lý thuyết 30 chuyên đề thầy đã phân ra từng chuyên đề cho em rồi Và quét tất cả các kiểu câu hỏi cho các bạn rồi Ngồi học đi, đọc qua cho thầy đi Và cả phần bài tập nữa Phần bài tập đã có cho em rồi Cái phần là gì ạ? 99 câu lý thuyết thầy tặng cho bạn ấy Về nguyên tắc là chỉ tặng file cho các bạn thôi thế nhưng mà làm sao team tôi học đã cố gắng gồng mình lên vào những giai đoạn cuối cùng các em để làm, gì? Để làm form thi trực tuyến cho các bạn và có cả video livestream chữa cho các bạn rồi thầy hy vọng hãy nghiêm túc nhé uh, thầy sẽ xin các bạn là một phút để thầy show off cho các bạn mà chưa đăng ký khoa học vào các bạn có thể nhìn thấy được là 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 cái tinh thần rực lửa của các bạn ở trong group nó như thế nào đấy nha, xin các bạn một phút nhá ok không đồng ý với thầy không Hôm qua khi mà thầy livestream lúc đấy đang là 6,1k thành viên Nhưng mà đến ngày hôm nay ấy, là đã lên đến 7,3k thành viên rồi đấy, Thì các bạn thấy cái độ máu lửa của 2k3 của chúng ta như thế nào Và thầy khuyên các bạn là các bạn nên vào sớm trước khi mà thầy dừng tuyển sinh nhá. Bởi vì chả có khóa nào mà kể cả ngắn hạn như này mà giá chỉ có 100k mà tặng cho các bạn rất nhiều tài liệu Nhiều khi là chỉ riêng cái bộ tài liệu thầy tặng cho các bạn là nó đã lớn hơn 100k rồi Nhưng mà đấy mới chỉ là một cái phần rất nhỏ thôi để trong giai đoạn này thầy cho em ôn trước khi mà em vào cái chuỗi 7 ngày của thầy Vào cái chuỗi 7 ngày của thầy, thầy sẽ đăng đề cho em làm form thi Để em check một lần cuối cùng, được chưa ạ? Và sẽ livestream từ 36 đến mùng 6, 7 Hàng ngày em học các cái môn khác, tối em sẽ học với thầy, với môn hóa Đấy là tùy em em sắp xếp thôi Trừ đi những cái ngày em không học ấy, thì thầy nghĩ là em thừa sức để em đi thi rồi Nhá. Thì trong này có tất cả những cái file À, mà thế tổng hợp cho các bạn thì thầy hy vọng là mấy đứa vào vào sau chịu khó tìm lại cho thầy nhá đây này nhờ đăng ký học sớm thầy mà giờ em làm thuộc lầu lầu vì cứ mỗi lần mở ra xem hàng chục lần rồi nhớ luôn thế là tuyệt vời rồi ok thả tim cho các bạn trần minh thanh này cái rồi chúng ta lại livestream tiếp ví dụ như phân bón học đây là là tổng hợp hết cho các bạn rồi nhá không thiếu một cái gì đâu nên các bạn các bạn học đi à, các bạn đừng kêu nữa thực sự đấy nhá mỗi ngày đều đăng cho các bạn các cái file như này thì chịu khó mà làm đi nhá chịu khó một tí cho thầy được chưa nào thì đăng ký sớm đi thì thì là, thì là lợi thế cho các bạn thôi ok chúng ta lại tiếp tục ok chưa ok chúng ta sẽ cùng câu cùng thầy câu số 21 mốt mấy đứa nhé nào câu số 21 là hợp chất nào sau đây phản ứng với dung dịch HNO3 thôi comment tiếp cho thầy đi mấy đứa ừ, comment đi hợp chất nào sau đây khi phản ứng với dung dịch HNO3 đặc nóng dư thì có thể thu được hỗn hợp gồm hai khí à rồi 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 giả sử sản phẩm khử duy nhất của khí NH4 cộng NO2 NO2 thì NO2 hả? Thì thì muốn sinh ra được một khí nữa hả? Thì thằng đấy thứ nhất là nó phải có tính khử đã, đúng không? Và nhìn vào đây chúng ta thấy là để mà sinh được khí nó phải là thằng FeCO3 rồi. Đúng không? Khi tác dụng HNO3 thì chắc chắn nó sinh ra một khí là là sản phẩm khử của nitơ dương 5 ở đây. Còn một khí nữa là, là sản phẩm khử của cái thằng carbon đây này, nó sẽ ra khí CO2. Thì thầy không viết phương trình vào đứng nữa nhé. Nhá. Và sắt ở đây chúng ta kiểu gì cũng đẩy lên sắt 3 thôi. Ok, câu số 2 nào. Nhớ nhá đi thi mà người ta hỏi một câu nan há như thế này mà đưa vào phần bài tập chẳng hạn thì là coi như là chúng ta nắm được rồi nhớ chưa nào câu số 22 đun nóng hoàn toàn một hỗn hợp ở đây em thấy là etin format và phenin format chung gốc format chưa vậy là nếu mà muối của carboxylic thì là một muối nhưng mà cái thằng này là ester phenol nên vậy là thu được hai muối đáp án chọn b luôn bởi vì ở đây có mỗi là hai muối thôi còn ancol chỉ là etin uh, etylic thôi còn uh, anh này thì sinh ra nước rồi sản phẩm sinh ra nước rồi chốt chưa b chắc chắn luôn nhé ok câu số 23 ba Câu số 3 là người ta cho bạn là cái gì ạ? Là cho một lượng dư sắt lần lượt tác dụng với những anh này. sau đó thì người ta hỏi bạn là sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn số trường hợp thu được muối sắt 2 câu này thì là cho điểm luôn, chọn luôn nhé. Đồng xuất phát được không? Được quá. HCl sắt tác dụng HCl tạo ra sắt 2 rồi. Ờ, à, AgNO3 cũng được. Ừ, H2S4 loãng được luôn. Thế vậy là full option. Vậy là A thôi. Nhá. Yeah. Thì phương trình phản ứng mấy đứa viết ra nhé. Rồi, có xoay tư nào? Hỏi các bạn là chọn phát biểu đúng. À, comment cho thầy đi. Comment giúp thầy nào. Câu số 24 nào em? Nhanh nhỉ? Còn nó có 10 ngày nữa thôi. 10 ngày nữa thôi là thầy trò chúng ta là, là 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 say goodbye các bạn nhìn thấy đây này. Đây này, thầy để số 10 đây các bạn nhìn thấy số 10 đây không? Đấy. Nhá, còn 10 ngày nữa thôi thầy sẽ đếm ngược cho các bạn nhá. Ok chưa? Rồi tiếp nào. Câu số 24. Cao su lưu hóa có chứa phốt pho sai luôn rồi. Nhá, phát biểu đúng nha đi tìm. Tơ ni lông 6 và tơ ni thì đều có cùng thành phần nguyên tử. Wow 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 sai nhá ni lông sáu chúng ta tên Nitron thì nó có chứa nguyên tử uh, carbon uh, hydro nitơ ni lông sáu chúng ta thì làm sao không cùng nữa nhá uh, c nào nhựa pvc và thủy tinh hữu cơ thì đều là vật liệu polymer thuộc loại chất dẻo ơ thế đúng rồi nhỉ? c nhỉ? 24 c đúng không uhm, Lê Thành Duy 10 ngày là 10 điểm <laughs> Rồi, sắc và tơ tầm đều Polymer thiên nhiên gạch thôi Sắc chúng ta không phải polymer Ok, câu số 25 là chúng ta sẽ cùng uh, đi làm lý thuyết đếm ở phần vô cơ. Rồi, các bạn thử comment cho thầy đáp án và kể cả những cái câu mà các bạn chọn cho thầy xem nào. 25, trí tường 3 phát biểu. Rồi, comment cho thầy xem nào. Biết đâu tất cả những cái câu mà trong đề thi sắp tới ấy, nó lại rơi đúng vào những cái câu mà thầy dạy cho em rồi có phải sướng không? Do đó chẳng tội gì nhé, chẳng tội gì mà không học. Học thì là ấm vào thân thôi, em chỉ cần bỏ đi chỗ nào nó vào đúng chỗ đấy. Thật đấy, kinh nghiệm học và, và và dạy của thầy bao nhiêu năm rồi cứ bỏ chỗ nào lại trúng mắt thấy đấy, đấy. <laughs> rồi biết các phản ứng thí nghiệm xảy ra hoàn toàn xong số thí nghiệm đọc kỹ chỗ này yêu cầu đầu bài số trường hợp mà dung dịch trong ống nghiệm sau phản ứng chứa hai muối rồi ok chúng ta sẽ let's check một cho đồng vào ống nghiệm chứa một lượng chuối nha nó chứa một lượng dư này thằng là 3 nhìn vào đây cái gạch thằng một luôn biết vì sao bởi vì đồng nếu mà cho vào thằng phản ứng với FSL3 kiểu gì cũng tạo ra là CU2 cộng này Đấy, một anh nữa là gì FE2 cộng nhưng ngoài ra còn có gì còn có anh FE3 cộng dư nữa đây này nó dùng một lượng dư này vậy là ba muối xử rồi uh, uh, hai nào cho FE34 vào ứng nghiệm chứa một lượng dư dư ở đây là dư axit không sợ nhá dư, dư, dư muối mới sợ dư axit thì thằng anh này kiểu gì cũng tạo ra FE2 cộng và FE3 cộng chốt chốt anh này chọn luôn nha đồng ý thầy không rồi Nhật Hào Đinh rất tốt cho sắt vào ống nghiệm chứa một lượng dư dư này chú ý này bạc nitrat thì chúng ta thấy là sắt chúng ta là sắt fe 2 cộng trên fe thì nó có thể phản ứng với bạc cộng ag cộng trên ag vậy là chúng ta sẽ có là fe 2 cộng và ag cộng dư đây này lượng dư vậy chọn thôi ba chọn nhé đọc kỹ vào đọc kỹ đầu bài vào nhé đừng 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 đọc vội đừng có nghĩ là ui ui đây lý thuyết lướt thật nhanh sai một cái là mất điểm luôn rồi cuối cùng những câu lý thuyết làm sai mà những câu vận dụng cao chả làm được thế thì lấy đâu mà là là là, là uh, top thủ khoa đúng không tiếp nào uh, ý bốn bốn được không cho kali vào đây vào lượng dư muối vậy là có một muối là thằng cu hai cộng đã uh, bây giờ anh này cho vào đây tạo đánh cao hát bởi có nước cao hát này phải đứng với anh này tạo k 2 s 4 Ồ oh, thế thì được rồi có nha ba hai ba bốn chốt năm cho canxi hero nát vào ống nghiệm chứa một lượng dư cao H được không? Được, được không nhỉ? Không được. Bởi vì sao? Bởi vì OH trừ sẽ kết hợp với HCO3 trừ đây này, nó tạo ra CO3 trừ được kết hợp c Ca cộng tạo thằng này kết tủa tách ra khỏi dung dịch rồi. Thế còn lại mỗi một muối thôi. Đúng không? Muối thứ muối là 2 hai CO3 thôi. Only one. Ok, only one gạch. Vậy chúng ta chỉ có 3 thôi nhá. 3 là 2 3 4 nhá. Chốt chưa? Mấy đứa hiểu chưa? Hiểu chưa mấy đứa? Hiểu chưa? Cái gì mà lên FE3 cộng mà thầy ấy nhỉ? À ông Trần Tân. FE3 cộng cái gì? Comment nó phải có đầu có đuôi chứ. Thì thầy mới biết nhớ đâu là thành nhầm thế sao đúng wow. không? Rồi, câu 26 nào? Câu 26 comment đi. <laughs> Anh Thu hí hí à, 25B đúng rồi, thế là tốt, năm sai ạ, à. muối trong dung dịch còn k 2 co 3 đúng rồi. Câu 25 loại được nhiều đối thủ quá. 235 tuy sai nhưng đúng, pha <laughs> thành đạt. Ừ nhở lý thuyết đếm thì nhiều khi đếm nhầm nhưng mà số lượng lại như nhau đấy, ngon nhỉ Rồi số phát biểu đúng này hỏi này Bây giờ tơ Nitron hay còn gọi là tơ ô long đấy Được chưa Nhớ anh này là tơ này thì để ý cho thầy anh này trong các loại tơ mà được điều chế theo phương pháp trùng hợp Nhớ nhá Tơ ni 6 thì được là thuộc loại polyamid vì trong phân tử có nhóm sai Được chưa Sai có này sai gạch luôn Tơ Nitron chúng ta trùng hợp từ cái thằng Vinicianua thầy vừa viết xong đấy nhá yeah. thì anh tơ Nitrong này ấy, là thuộc loại tơ vinylic đúng không hay là đôi khi nó có thể có là tơ vinylon như đấy nhá yeah. uh, đây này hoặc là có thể là vin đôi khi các bạn những cái này giá trị này uh, các bạn viết vào nhớ ngày người ta hỏi ấy, người ta hỏi đúng cái, cái, cái biến tướng nó hỏi câu này sao nó giá trị ở chỗ đấy cái việc tìm đáp án của cái đề nó không quan trọng đâu ờ uh, hai Glucose và glycerol đều hòa uh, tan được anh này tạo xanh anh ấy... đúng rồi bởi vì bọn này nó có các cái nhóm OH liền kề thuộc dạng polyancol ba uh, thằng dipeptide này anh chi uh, stearin chất béo no chúng ta sacrose thì đều phản ứng tham gia phản ứng thủy phân trong môi trường kiềm sai 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 ở chỗ thằng sacrose này, này nhớ nhá thằng sacrose chúng ta không thủy phân trong môi trường kiềm nhưng anh kia thì thủy phân được trong môi trường axit và môi trường kiềm nhưng mà riêng sacrose chỉ thủy phân trong môi trường axit để tạo ra gì glucose và fructose ok vậy là ba gạch. À, glucose và sắt thì đều là những chất rắn tan tốt trong nước ở điều kiện thường đúng nhỉ? Chọn nói Đường em pha đường uống uống đường bao giờ chưa? À, và chi thì đều có cùng uh, 17 nguyên tử carbon trong nguyên tử chọn luôn, chọn luôn rồi, chọn luôn là sai đúng không? <laughs> Nhớ nhé. À, bởi vì sao? 17 nguyên tử carbon là sai thằng này nếu mà trong gốc axit nó phải có 18C kìa, đúng không? Ví dụ như là thằng là C17 Đấy, các bạn nhớ chữ 17 này các bạn chọn là vứt đi nó phải là C17 H35 này COO đấy các bạn. Đúng wow, không? Nó có cả một thằng carbon ở trong nhóm chức nữa. Đấy nhá. Vậy là số phát biểu đúng của chúng ta ở đây là chỉ có hai thôi em ạ. Hai nhá. hai uhm, rồi. Rồi các bạn không cần phải các bạn mà đăng ký khóa học thì không cần phải nhắn tin cho thầy đâu. Em em nhớ là có cái link mà thầy gửi ấy, các bạn cứ nhắn tin cho thầy loãn cả màn hình lên. Ờ, yên tâm thầy thầy sẽ thầy sẽ để khuyến mãi cho các em nhá và em đăng ký sớm thì em được nhận khuyến mãi còn nếu không đến bùng mai ngày kia mà thầy dừng không không tuyển sinh nữa thì nó là cái thiệt cho bạn thôi và xin vào thì thầy cũng không cho vào Bởi các bạn biết tính thầy đấy đúng không ạ nhá để tập trung cho khóa học cho nó tốt rồi bây giờ chúng ta sẽ làm câu 27 với một cái câu theo sơ đồ chuyển hóa và sơ đồ chuyển hóa này thầy nhìn có vẻ quen quen như kiểu thầy nó dạy ở trong lớp vip rồi đấy. mấy đứa lớp vip phải xác nhận cho thầy xem đúng không Tuấn Nguyễn đếm sai này chọn đúng à? <laughs> Thế thì là số may đấy nhưng mà may hãy để dành cái may mắn đến lúc thi nhớ đừng đừng may mắn bây giờ comment giúp thầy câu số 27 nào mấy nữa 27 là C à Chí Tường chữa rồi ông đang nói chuyện với ai này ông Chí Tường rồi ok chúng ta sẽ kiểm tra cái sơ đồ này nhé À, em thấy ở đây ấy, chúng ta thấy rõ nhất là, là F và K thì có gì ạ ha có cái công thức phân tử là giống nhau đúng không C2H6O điều đó chứng tỏ là thằng F và thằng K này là 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 gì ạ là đồng phân đúng không là đồng phân đồng phân của nhau đồng phân của nhau mà một nguyên tử oxy thì khả năng là một thằng là gì ạ một thằng có thể là là ancol ancol đơn chức và một thằng có thể là ete đấy thì bây giờ chúng ta đi ngược lại à chúng ta nhìn đây này đầu bài nó cho chúng ta là là nhìn là, là gì ạ À, A, B, D, E và G Đây A, B, D, E và G Đây đều là cái hợp chất hữu cơ và chứa Có mỗi carbon và hero thôi Nhưng mà cũng có thể chứa là oxy Trong đối đó chặn ở đây là số nguyên tử carbon nó nhỏ bằng 3 Nhớ nhá A à, đây rồi D nó là hero carbon no Thế vậy nhìn vào đây với cái điều kiện là A ở đây nó lại làm sao sinh ra được thằng B và thằng D Điều mà lại là đây là xúc tác và nhiệt độ cao Có nghĩa đây là phản ứng phản ứng gì nhỉ? Phản ứng cracking Mà em biết phản ứng cracking của chúng ta ấy Thì không thể nào mới đi từ thằng C2H6 được, ít nhất nó phải đi từ thằng gì ạ, thằng C3H8 đúng không? nhá, cracking phải đi từ thằng C3H8 khi là uh, nó vỡ ra ấy thì nó sẽ tạo ra được một thằng anken là C4 và một thằng gì ạ là an, à, ankan là C4 và một thằng anken là C2H4. thế vậy thì em thấy D là hydrocarbon no thì D chúng ta chính là ch 4 được chưa? còn lại B chính là C2H4 chốt đơn chưa? thế bây giờ thì nhớ cho thầy là cái Thằng E và G là cái sản phẩm trung gian để có thể là từ B điều chế ra F và từ D điều chế ra K. Thế vậy thì em nhớ là gì ạ? CH4 này nếu mà cộng được với 1 phần 2 oxy thì sẽ thu được E, E chúng ta là anh à, anh ăn Đúng không? Nhá, yeah. E chính là CH3, CHO. Và từ CH3, CHO của chúng ta em cộng hydro thì em sẽ thu được ancol. Nhá, yeah, thì chỗ này em cộng với hydro em sẽ thu được anh này là ancol C2H5OH viết phương trình phản ứng tự viết nhé. Thế yeah, còn từ C À, từ gì ạ à? từ ch 4 thì chúng ta thấy là cũng cộng với oxy để ra ancol metallic đúng không và ra tạo ra ete nhá ok chưa em cộng với oxy này xúc tác gì đó vân vân nhé để tạo ra g đây chúng ta chính là ch 3 oh này sau so đó ch 3 oh mà à, hai anh này cộng với nhau điều kiện h2s4 đặc 140 độ c thì chúng ta sẽ thu được anh này chính là ch 3 oc ch 3 hai anh này là đồng phân của nhau chưa chốt chưa vậy là xong nhá xong chưa bây giờ đi tìm đáp án nào Bác nó hỏi cái gì? Số nhận định không đúng, chú ý cho thầy, không đúng này. Rồi, nung F F đâu? F đâu nhỉ? F là C2H5OH với H4 đặc uh, 170 độ C thu được B chọn rồi. C2H5OH với H2S4 đặc và 170 độ C nha. Mất nước tạo tạo C2H4 và và nước. Ok chưa? Rồi chốt nhá. B chính là C2H4 mà. Vậy là không đúng thì gạch thằng 1 này đi. F có nhiệt độ sôi cao hơn K, F đâu? F là ancol, Ancol thì có nhiệt độ sôi cao hơn thằng ete rồi ấy. nhá. Đồng ý không? Ete là làm gì có liên kết hydro, đúng không? Nhá. Thế thì chúng ta câu này đúng chúng ta gạch cho thầy. Đồng ý không? Rồi. À, đốt cháy hoàn toàn A, A chính là C3H8. Đâu, đây, C3H8. Anh này khi đốt thu được số mol CO2 bằng số mol của nước vứt đi rồi. Đấy 3 CO2 này cộng với 4 nước cơ mà, đúng không? Vậy là số mol nước lớn số mol CO2, câu này chúng ta chọn vì nó sai. Câu số 4 là một mon khí, một mon chất e khi tham gia phản ứng trắng bạc tạo 4 mon kết tủa bạc đâu đâu e đâu. E e là CH3 CHO cơ mà. Thì chỉ tạo được hai thôi chứ. Đúng không? CH3 CHO nhá. Trong số các cái aldehyde mà tạo bốn một mon nó tạo ra bốn mon bạc ấy thì chỉ có thằng HCO thôi. Còn anh này tạo ra hai bạc thôi. Vậy là cô này sai chọn thôi. G. Trong G thì số nguyên tử hiro gấp 4 lần số nguyên tử carbon G đâu? G đâu nhỉ? G là thằng 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 uh, metanol, methanol. Thì số nguyên tử hi hy, hydro là bằng 4, số nguyên tử carbon và oxy đều bằng 1 vậy câu này đúng gạch đi. ốt thế thì chỉ có hai thôi, đáp án là only B được chưa? Rồi rất tốt đấy Nhật Hào Đinh ơi, cố gắng em nhé. Rất tốt. Một uh, học sinh của thầy có thái độ rất tốt ở cái giai đoạn cuối này vào uh, học với thầy hơi muộn nhưng mà nếu học từ đầu thì chắc là còn nhiều tình cảm hơn nữa đúng không ạ? Ok, câu số 28 nào cố gắng. Rồi, chúng ta sẽ chốt câu số 28 mới đứa nhé. Ở đây câu 28 là như thế này. Có hai nhóm học sinh làm thí nghiệm. Thí nghiệm này có tên rất hoành tráng, đó là gì ạ? Là nghiên cứu tốc độ phản ứng của kẽm à, khi mà nó tan ở trong dung dịch axit, đây là axit HCl. Và điều kiện nhiệt độ là nhiệt độ phòng thường ở Việt Nam, nhiệt độ phòng nó rơi khoảng 25 độ C. Nhá. À, người ta thấy là gì ạ? À, nhóm thứ nhất. À, đây có hai nhóm nhé Các bạn ra đáp án là cái gì? <laughs> Ờ ừ, 28 trận D ông nào chúng đẩy kinh thế ông Dương Dương. <laughs> nào chú ý cho thầy này. Bây giờ em thấy là thả một nhóm thứ nhất này là, là làm cái thí nghiệm là thả một viên bi kẽm nặng ở đây là 1,5 gram Nhiều khi là học sinh vào đây là với câu này có khi vẫn phải ngồi đọc đấy, ngồi đọc hơi mệt đúng không? Và bởi vì người ta cho là đây là kẽm ở, ở cái nhóm 1 và nhóm 2 nó khác nhau này. Đúng không? và cho vào cốc đựng axit đây là lượng axit em tóm lại em thấy lượng axit ở cái nhóm 1 là nó ít hơn lượng axit nhóm 2 nhưng mà cái khối lượng của viên kẽm thì nặng hơn người ta hỏi em là kết quả thí nghiệm và uh, kết quả thí nghiệm và giải thích nào sau đây là đúng đúng nhá Đúng đúng nào a à, nhóm thứ nhất bọt khí thoát ra nhanh hơn do lượng kẽm dùng nhiều hơn Sai luôn còn gì nữa đúng không Cái tốc độ thoát khí của cái bọt khí chúng ta thấu lại thằng kẽm nó cộng với lại hydro để hát cộng đấy để, để tạo ra là hydro đấy thì cái tốc độ thoát khí nó có liên quan gì đến cái việc là lượng chúng ta dùng nhiều hay ít đâu Nhá, tốc độ Nhớ nhá, lượng khí thì còn liên quan là axit dùng nhiều hay ít rồi vân vân Đúng không? Nhá, tốc độ thoát khí thì chả liên quan gì Tốc độ thoát khí thì nói thẳng luôn Nó liên quan đến cái việc là đồng thời tại thời điểm đấy thì Thì, 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 Cái số va chạm hiệu quả sau này em học em sẽ biết cái số va chạm hiệu quả để tạo ra phản ứng hóa phản ứng của chúng ta ấy. hay còn gọi là gì ạ là cái diện tích tiếp xúc của các hóa chất với nhau nhá thì nhìn vào đây là b gạch và c gạch rồi nó phải là thằng d ý người ta này muốn là gì nhóm thứ hai bọt khí nó phải thoát ra nhanh hơn do diện tích tiếp xúc của cái thằng kẽm ấy nó ở dạng bột nó sẽ làm sao ạ nó sẽ lớn hơn kẽm ở cái dạng viên viên bi đấy nhá đây này nó là gì ạ một gam nhưng mà đây là dạng bột còn đây là dạng viên đấy, một thằng là chấm, chấm 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 này này đấy, một thằng này là cả cục như thế này thì rõ ràng là những cái thằng tổng diện tích tiếp xúc của những cái dạng là dạng bột ấy kim loại ấy nó sẽ là tiếp xúc với axit nó sẽ nhiều hơn do đó mà lượng khí thoát ra nhiều hơn. Thì sau này em mà lên đại học em theo ngành hóa em sẽ thấy là em làm các cái phản ứng mà liên quan đến kim loại tham gia phản ứng thì thường em sẽ phải nghiền nó ra. Tuy nhiên cái việc mà nghiền kim loại không hề đơn giản. Thực sự nhất là những cái kim loại dễ cháy như nhôm, magie cái việc nghiền nó rất khó. Mà người ta sẽ sử dụng các cái phương pháp là phun vào môi trường để tạo ra các cái dạng uh, dạng bột kim loại. Nhớ thế nào? Ok ngày hôm nay là thầy dạy cho các bạn với 28 câu này các bạn cảm thấy ok không ạ? Các em có cảm thấy là hiểu bài không? Nếu cảm thấy hiểu bài thì hãy uh, comment động viên thầy vài câu với thầy thấy dạo này các bạn trả comment động viên thầy gì cả. Uh, đợt này thầy dành rất nhiều thời gian tâm huyết để soạn uh, 7 cái đề lý thuyết cũng như 7 cái đề để để tủ sâu đúng không? nghe các bạn thích gọi như thế thầy gọi thường thực ra thì sau này đến lúc mà thầy dạy cho các bạn ở trong nhóm uh, uh, gì nhờ bảy ngày cấp tốc về đích, các em sẽ thấy rõ nó giá trị như nào. Hy vọng là như thế, nhưng các bạn cũng đặt đừng đặt cái niềm tin theo cái kiểu là Úi uh, rồi thầy ra đề để vào tủ và đến lúc mà đi thi nó trúng tủ cho các em không bao giờ có đâu nhá Các bạn nhớ thế. Hy vọng là với kinh nghiệm của thầy cũng như là khi mà kết hợp với một số thầy cô khác ấy, thì uh, sẽ dự đoán ra được những cái kiểu câu hỏi mà nó có thể là sát nhất với cái uh, cái, cái, cái uh, đề thi của các bạn đó là cái điều rất là tốt rồi nhé và thầy tin là những cái bạn trong nhóm vip của thầy các em quyết tâm thì thầy nghĩ cái việc mà em lấy chín cộng không khó đâu cố gắng hết mình cho thầy nhá. và thầy cũng nhắc luôn uh, livestream xong rồi thì thầy nhắc luôn là các em hãy uh, bạn nào còn chưa đăng ký còn trần trừ gì nữa mà không đăng ký đi các em đăng ký sớm thì em vào sớm và em chiến sớm với thầy thôi được chưa nào đó, em đăng ký sớm đó là cái lợi thế cho chính bản thân em còn em đăng ký muộn thì thầy uh, dừng tuyển sinh đến lúc đấy em, uh, em em kêu gào bảo thầy là cho em đăng ký thì thì không thể được nhớ chưa nào bởi vì phải đúng lộ trình. Đấy thì em đăng ký em có thể vào đây. Đó chứ là vào đây và chiến với thầy nhá. Đấy vừa nói xong là 100k lại 7.4 k thành viên rồi. Hoành tráng thật. Đồ này học kinh khủng luôn. Dã man. Thế đây là thầy thức đêm thầy soạn đề cho các bạn cũng được nhá. Ngày mai có thể là thầy sẽ đăng cho các bạn nếu mà để thầy xem nào. Nếu thầy sắp xếp được thầy sẽ đăng cho các bạn nếu bạn nào muốn vận dụng cao thì có thể thầy sẽ sắp xếp thầy đăng các cái chuyên đề vip sang bên này. Các bạn nhóm vip có đồng ý không? các bạn nhóm vip có đồng ý là thầy sẽ tặng các bạn đó cái cái file chuyên đề vip một số thôi một số thôi một số file chuyên đề vip sang bên nhóm này cho các bạn ấy được thưởng thức không các bạn nhóm vip nếu đồng ý mai hỏi ý kiến nhá nếu các bạn nhóm vip đồng ý thì thầy sẽ đăng sang bên này cho các bạn ấy để các bạn ấy có thể mấy ngày cuối các bạn ấy có thể được hưởng bởi vì nói gì nói vào đây cũng là coi như là một gia đình với thầy phạm thắng rồi đúng không nhá thì uh, có thể là trong ngày mai hoặc ngày kia thầy sẽ dừng không tuyển sinh nữa thì mấy bạn đăng ký uh, đăng ký 100 k thôi nhá coi như là Donate thôi 100k để vào đây học với thầy để thầy có thể là đào tạo em. À, coi như có thể là một biết đâu lại cứu vớt được bạn nào hay bạn đó thì sao, đúng không nào? À, thầy chúc mấy đứa ngủ ngon. Bây giờ hãy dành thời gian còn thời gian thì hãy dành thời gian để ngồi à, các bạn trong khóa 7 ngày của thầy ấy, thì thầy nhắc này, bây giờ còn thời gian nếu không học các môn khác nhé thì em hãy em hãy ngồi em xem lại cho thầy các cái file mà thầy đã gửi cho em. thử thử làm hết cho thầy các cái file lý thuyết đi. Nhớ chưa? Còn thời gian hãy làm cho thầy hết các cái file lý thuyết một lượt đi. Ngày xưa thầy thi ấy, thầy những cái file ấy thầy phải khoanh mấy vòng cơ, chứ không phải một lần đâu. Đấy còn những bạn trong lớp VIP ấy thì uh, nhớ cho thầy là xem lại cho thầy các cái live livestream cũ đi nhá. thế còn uh, những bạn nào mà trong khóa 7 ngày cấp tốc thì uh, em yếu ở phần nào thì em ôn lại phần đó cho thầy. Hãy cố gắng hết mình đi. Chỉ còn 10 ngày nữa thôi. 10 ngày sau, 15 ngày sau khi mà em xem lại livestream này, em mới thấy đó tất cả nó trở thành quá khứ mất rồi. Và khi đó thì mà chúng ta không thể thay đổi được quá khứ đúng không ạ nhá thế thì tất đừng để cái 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 gì ạ cái, cái 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 cái, gì đó tương lai của chúng ta sau này chúng ta phải hối hận được chưa nào thì thầy hy vọng là các bạn hãy chiến hết mình đi nhá em đã bỏ cả một năm thậm chí là ba năm trời để em chiến rồi thì còn 10 ngày nữa tại sao mình không thể chiến được đúng không ạ cố gắng lên nhá ok thầy tạm biệt các bạn và chúc các bạn ngủ ngon bye bye các em